Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành dầu khí Việt Nam 27 tháng 11 năm 1961, 27 tháng 11 năm 2021, thời gian qua, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã triển khai tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa. Lễ đón dòng dầu đầu tiên từ các dàn BK18A, BK19, mỏ Bạch Hổ. Lễ mừng công về đích trước thời hạn 39 ngày chỉ tiêu tổng sản lượng khai thác dầu năm 2021. Đón nhận chứng nhận xếp hạng top doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam 2021. Công bố nhãn hiệu Petro Việt Nam là một trong các công trình và hoạt động mà Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khẩn trương hoàn thành trong thời gian qua. Đối với ngành dầu khí Việt Nam, có thể nói giai đoạn vừa qua là giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử hình thành và phát triển dưới tác động kép của đại dịch và giá dầu diễn biến bất thường đã ảnh hưởng nặng nề đến tất cả 5 lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh chính. Song, với tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm vượt qua khó khăn thách thức của những người đi tìm lửa, tập đoàn đã hoàn thành mục tiêu kép vừa đảm bảo phòng chống dịch bệnh hiệu quả, vừa duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Trước mắt, những kết quả này đã góp phần để Petro Việt Nam về đích trước 39 ngày chỉ tiêu tổng sản lượng khai thác 9,72 triệu tấn dầu năm 2021, sẵn sàng cho mục tiêu vượt mức kế hoạch 1 triệu tấn dầu khai thác trong năm. Những kết quả nổi bật từ các hoạt động sản xuất kinh doanh là cơ sở để Petro Việt Nam liên tục nhiều năm liền là doanh nghiệp hàng đầu trong bảng xếp hạng top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam. Năm 2021, danh hiệu này một lần nữa vinh danh cho Petro Việt Nam.